nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, thật buồn khi mới đây một cha sở cùng quý thầy gặp nạn ngay trong nhà xứ. Xin quý cộng đoàn cùng thêm lời cầu nguyện cho giáo hội được bình an, cho quý cha cùng quý thầy sớm vượt qua cơn thử thách này. Theo tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam có đưa tin ngày 2 tháng 9 năm 2022, hôm thứ Hai, một linh mục và một nhóm các chủng sinh đã bị trói bên trong một nhà thờ Công giáo trong bối cảnh làn sóng bạo lực và trộm cướp ngày càng gia tăng trong các nhà thờ ở thành phố Mexico. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 29 tháng 8, bọn tội phạm đã xông vào giáo xứ Central America ở phía nam thành phố Mexico và trói vị linh mục quản xứ cha Jose Luis Perez và một nhóm chủng sinh đang bước vào nhà thờ vào thời điểm đó. Trong một tuyên bố với ACI Prensa, hãng thông tấn tiếng Tây Ban Nha của CNA, cha Perez giải thích rằng bọn tội phạm đã lợi dụng thực tế là vào thời điểm đó giáo xứ mở cửa để chuẩn bị thánh lễ. Bọn chúng đã đánh cắp tất cả những thứ chúng tôi có ở đây, cha Perez nói. Các chủng sinh, những người tham gia các lớp học trực tuyến cũng đã bị đánh cắp máy tính và điện thoại di động. Những tên cướp đã lấy đi điện thoại di động của cha Perez cũng như tiền từ các thùng quyên góp bằng kim loại và từ các cuộc lạc quyên hàng tuần tại nhà thờ Công giáo. Trước đó vài ngày, giáo xứ Thánh Lorenzo Phó tế tử đạo cách giáo xứ Central America chưa đầy 2 dặm cũng đã bị cướp bóc. Linh mục quản xứ cha Julio Saunedo giải thích với ACI Prensa rằng bọn tội phạm đã tạo ra một lỗ lớn trên một trong những bức tường của ngôi nhà thờ cũ vào ngày 20 tháng 8. Khi vào bên trong nhà thờ, chúng đã mở hai thùng quyên góp và lấy tiền, ngoài ra chúng còn phá một số cửa sổ trong nhà thờ. Rất gần với cả hai nhà thờ này là giáo xứ Thánh Maria Tông Đồ, nơi cũng đã bị cướp trong đêm 26-27 tháng 8. Hai cha Perez và cha Saunedo cho biết rằng họ đã đệ đơn khiếu nại lên chính quyền. Cha Saunedo cho biết rằng cảnh sát địa phương đã cắt cử sự hiện diện nhiều hơn trong khu vực, đặc biệt là vào ban đêm. Minh Tuệ theo NCR, nguyện xin Chúa gìn giữ cha sở cùng toàn thể quý thầy được bình an. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.